Điều tra độc quyền, Sun Group, Địa ngục tự và ma trận chiếm lĩnh rừng quốc gia Tam Đảo. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Khi được giao nhiệm vụ tìm hiểu thông tin về dự án của tập đoàn Sun Group tại rừng quốc gia Tam Đảo, Tam Đảo 2 trị giá 25.000 tỷ đồng, chúng tôi đã lạc vào rừng thông tin chính thống và không chính thống. Lời tòa soạn: từ vườn quốc gia Tam Đảo đến núi Bà Nà, núi rừng tan nát, chim muông, cây cỏ bị thiêu rụi bởi mặt trời, nhưng mặt trời không phải từ trên cao mà từ Sun Group, tập đoàn mặt trời. Họ phá núi, đốn rừng, mở đường để dựng bê tông, xây khu vui chơi, đặt trạm kiểm soát, thu tiền. Sun Group xứng đáng được gọi là trời bởi được che chắn từ hạ giới với cái tên im lặng của chính quyền từ trung ương đến địa phương. Và vẫn bổn cũ soạn lại, một mớ hư hư thực thực, chấn yểm lòng mạch, phát khởi tâm linh, đẻ ra liên kết giữa thầy chùa biến thái với doanh nghiệp, hòng lừa người ta vào ma trận đích duy trì kiếm tiền. Đã từ lâu, những tiếng nói phản diện, kêu cứu, uất ức về những dự án tàn phá thiên nhiên của Sun Group vang lên, nhưng tất cả đều như một trò đùa, không chặn bàn tay lông lá này lại thì lòng mạch đúng nghĩa sẽ bị chặt yểm, tà khí sẽ lộng hành, lòng người sẽ nát tan, non nước sẽ tả tơi. Công bố một loạt điều tra độc quyền về sự coi trời bằng vung của tập đoàn mặt trời. Ngoài những con số đau đớn, những tâm sự nát lòng của người nghiên cứu, chúng ta sẽ có lời xin lỗi đến bạn đọc, một số chi tiết hơi phản cảm trong bài, nhưng không còn cách nào khác bởi sự thật có thể chỉ có thể là tồn tại duy nhất. Bài 1. Sư trụ trì gạ tình phóng viên. Con đi theo qua đây, sau này thầy sẽ giúp con sẽ phải nghe lời thầy, cho thầy quan hệ tình dục đi, cái này không đơn thuần là quan hệ tình dục, mà là thầy gọi vong ra khỏi người con. Vong linh siêu thoát, thông qua con đường đó, sư Toàn nói, dưới bức tượng Quan Âm Bồ Tát của chùa Nga Hoàng, tôi quỳ gối van xin thầy Toàn để thoát ra. Một lần khác, khi tôi đang xem đất trong đêm, sư thầy bắt đầu nhảy từ ô tô của tôi, sư lao vào tôi, đòi cởi quần áo của tôi để quan hệ. Trong lúc tôi đang ở trạng thái đột ngột của sự ghê tởm và sợ hãi, xung quanh là khu đô thị hoang vắng, tôi không còn cách nào khác ngoài sự van xin và tránh né. Tôi mong mình có thể thoát hiểm, nhưng những lần trước ở chùa, tai tôi ù đặc đi bởi những tiếng hổn hển của sư thầy, cho thầy đi, cho một tí là xong đấy mà. Tôi co rúm lại, toàn thân căng ra chống đỡ, dường như không thể tấn công được nữa. Sư thầy quay ra kéo quần, tự thỏa mãn mình trên xe ô tô của tôi. Đêm hôm ấy, khi đã về nhà, dù là lần thứ hai thoát hiểm an toàn, nhưng gương mặt ấy, hành vi ấy, sắc danh ấy đã ám ảnh tôi nặng nề đến khi viết những dòng này. Huấn Hoa Hồng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Huấn Hoa Hồng, cái tên được cộng đồng mạng biết đến qua những hình ảnh khoe của, đã bị công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.